Alo. Má con khổ quá má, khổ quá má. Ba dặn cưới con á, má chồng má lấy hết trơn rồi. Sao má? Nay vàng rớt giá qua cho ba luôn hả má? Đồ vàng đâu con đeo, ngứa tay gần chết nè. Mặt có duyên. Mỗi lần má má. Đồ em ơi, em xấu trọn vàng. Nó tròn vàng, cái xấu mà xấu cái tròn vàng. Dễ thương muốn chết cái mặt cưng. Mai đứa tỉnh táo nhẹ nhàng được. Nhưng mà cái này là nhẹ thôi đó nha. Cười ủng hộ nè. Hai tươi cười. Giờ em kính chào toàn thể mọi người. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em 25 tuổi. Em từ Chợ Gạo, Tiền Giang. Và công việc của em là kỹ sư xây dựng. Đây là em gái của em, chào Diễm Trương. Dạ em chào anh ạ. Dạ em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Truyền Giang. Năm nay em 1998. Tuổi thì em không biết, 21, 22 gì đó. Hiện tại em đang làm mướn. Em muốn gì em làm đó. Rồi mời Thiên. Thời gian 60 giây bắt đầu. Alo. Má ơi má. Con khổ quá má ơi. Khổ quá má. Ba dặn cưới con á, má chồng má lấy hết trơn rồi. Sao má? Nay vàng rớt giá qua cho ba luôn hả má? Đồ vàng đâu con đeo, ngứa tay gần chết nè. Dần sang, mày nói xấu tao ha. Dạ, con đâu có nói xấu má đâu má. Con không nói xấu má. Dầu gió hiệu nàng dâu, còn lòng mới sức cho cảm xúc được thăng hoa. Sản phẩm có nhãn hiệu hình con đuông dừa. Hết quảng cáo. Tiếp tục chương trình. Alo. Má má. Chúc mừng các bạn. À chịu đâu. Mặt có duyên. Mỗi lần má má. Đồ em ơi, em xấu trọn vàng. Nó tròn vàng, cái xấu mà xấu cái tròn vàng. Dễ thương muốn chết cái mặt cưng. Mai đứa tỉnh táo nhẹ nhàng được. Nhưng mà cái này là nhẹ thôi đó nha. Cười ủng hộ nè. Dạ. Làm lần sau làm là phải kỹ lưỡng hơn, thái độ rõ ràng hơn mới được nha. Dạ. Thí dụ má, yêu má. 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 Là phải phải dằn vặt bà già ở bên kia để nói cho bà già nghe cái chuyện gì mình uất hận. Mà cái chuyện em nói ra nó phải tào lao thì nó sẽ vui hơn nhiều. Dạ. Đúng không? Chứ còn ba cái vụ dầu gió này đẩy qua đẩy lợi chưa có hay lắm đâu ngang. Em hiểu không? Dạ. Em đang khóc nè. Rồi con nhỏ này nó vô nó nói cái gì đó. Mày nói xấu tao gì đó. Em thay đổi lại liền. Con có nói gì mẹ đâu. Dạ không, mẹ nghe lộn rồi. Chưa bao giờ con nói mẹ gì hết trơn mẹ. Không. Dạ. Bà vừa đi nè. Má ơi gà. Má gà nữa má. Em hiểu. Là tâm lý em nó phải nhiều một biến qua biến lại liền. Rồi. Đó là anh chỉ ngoài lề thôi. Nhưng mà cái mặt có duyên được. Làm nữa không? Giờ em đi tiếp. Tiếp nhé. Đi tiếp. Cơm chuẩn bị đậu phụ. Xin mời ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Yeah, chai lông vịt dép đứt thao nhôm mũ bể là bán không? Có gì bán em không chị? Có gì bán em không chị? Không em ơi. Ủa chị đang nhặt đồ hả? Có thao này bán em đi. Bán nha. Hai con quyến mà. Trời ơi chưa bể. Trời ơi chưa bể. Trời ơi. Bể không... nhà, bán em nha. Trời ơi kiếm có gì bán không chị? Trả tôi hai đi chị. Trời ơi. Trời ơi mô Phật. Cho ông lấy hai cái lương hương. Chị. Chúc mừng các bạn nhận được 10 triệu đồng ạ. Trời ơi thiệt. Nó nói hai này lại lấy hai cái lưu hương. Ê có duyên chứ bộ. Ra đồ ta chưa hư để chị bán luôn. Đập bể cho hư rồi bán. Mấy năm qua vừa rồi là em tồn tại với hình thức như thế nào? Là vậy hay là sao? Một người đàn ông thẳng. Rồi sao tự nhiên bữa nay cái mình sống với bản thân mình vậy? Tại em thích tiếng cười.
Tại vì hồi xưa thì mẹ thì hay bắt ngủ trưa, nằm võng ngủ trưa với mẹ. Thì cái võng đây thì có kế võng là cái ván, là cái giường á. Thì có để cái radio lên đó thì bắt đài phát thanh mình nghe. Thì có khi thì cải lương, có khi thì hài. Em thì thích hài hơn. Thì em thích hài từ đó. Có ca được không? Dạ, thích cải lương nhưng mà em ca đâm bang lắm. Dạ, vậy thôi bỏ đi đừng ca. Mà là vậy đó hả? Không, em tại em làm gì để em diễn thôi. Tại vì cái em thích diễn cái vai của người phụ nữ hơn. Em thích diễn vai người phụ nữ, em thích làm phụ nữ. Dạ, em thích diễn vai phụ nữ. Để em diễn, để em thể hiện cái những cái cực khổ, cái chân chất của người phụ nữ Việt Nam mình. Thì để em diễn để người ta biết được à, người phụ nữ làm dâu, làm mẹ rồi đủ thứ chuyện thì nó rất là cực khổ. Mình diễn để người ta hiểu một chút. Chứ nhiều khi người ngoài nhìn vào tưởng đâu làm dâu, làm mẹ thì sướng lắm. Không, làm dâu khổ thôi chứ làm mẹ thích lắm em. Có duyên lắm. Cái mặt em đội cái tóc mà lên nó có duyên cực kỳ luôn. Mà cái mặt tròn vo nhìn cưng lắm. Mà cái nét em không cần son luôn như người ta là phải hóa trang đúng không? Phải thế này thế nọ, hóa trang dễ mắt dễ mà em không cần làm cái gì, nhìn em cũng giống gái nữa. Gái Ấn Độ hả anh? Bà là gái Bến Phà. Bác tóc bộ như ghim như Bến Phà là y chang luôn. Nhà em gần cầu Rạch Miễu, anh xài Rạch Miễu. Phải không? Dạ. May mắn là em là bạn diễn của em, nó cũng dễ thương, nó bình tĩnh, nó không có làm lố. Sợ nhất là bà đang chân thật, cái bà kia làm lố cái nó gãy. Cái bà này bà cũng đang giữ vai bà đúng nhẹ nhàng. Đó, như vậy là tốt nha, đừng có làm lố, lố lên là hết vui. 10 triệu đã có trong tay. Đang duyên đó, nữa không? Dòng sau 20 triệu á. Dạ em thi tiếp. Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chị Tám, chị Tám. Trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi. Đúng rồi, trời đất ơi. Hồi hôm chồng chị nó nhậu xỉn. Nhậu xỉn xong cái vô buồn em ngủ. Trời ơi, em cứ ngắt luôn sợ muốn chết nè. Ổng đâu rồi, em hỏi tội ổng coi. Đâu rồi? Nó đi mần rồi. Đi mần hả? Trời ơi, em gặp nhớ em muốn chết luôn à. Mỗi lần muốn gặp phải giải nhớ đi nè. Nhớ quá à. Hai mươi triệu. Một cái người chân chất như em mà nghĩ ra những cái này là hay lắm đó. Làm từ tốn thôi, gấp gáp quá. Thi nữa không? Dạ, đi tiếp. Thi tiếp. Thi tiếp. À, diễn cái kịch bản này nữa hả? Dạ. Nó còn ngon nữa hả? Nhưng mà phải chậm và chất lượng nha. Dạ. Nhanh quá người ta nghe không kịp. Khi đàn ôm xong lúc đó anh Huy sẽ bấm chuông từ đó nha. Dạ. Diễn từ đầu rồi tới lúc y chang hồi nãy là anh Huy sẽ bấm chuông rồi từ đó đi tiếp. Chị Tám, chị Tám. Trời ơi, có nhà không chị Tám ơi? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Tới nói hôm chồng chị nhậu xỉn. Nhậu xỉn xong cái vô buồn túi ngủ. Ôm tôi tự làm quán hồn hú vía luôn hả? Rồi chồng chị đâu rồi? À, chồng tôi đi mần rồi. Đi hả? Trời ơi, hổng em gặp. Nhớ em muốn chết rồi, mỗi lần gặp em là phải giá gái nè.